Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122 chéo 2021 gạch chéo NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thay thế Nghị định số 50 gạch chéo 2016 gạch chéo NDCP ngày 1 tháng 6 năm 2016. Điểm đáng chú ý trong nghị định mới là việc xử phạt hành vi khai không vốn điều lệ. Cụ thể, Điều 47 về vi phạm về kê khai vốn điều lệ quy định 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. 4. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng. 5. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả Bộ đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng về số vốn thực góp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều này. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ảo được mọc lên, đăng ký vốn điều lệ hàng trăm nghìn tỷ đồng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, như siêu doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng hồi tháng 2 năm 2020 và siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng tháng 5 năm 2021. Theo quy định cũ, việc không góp đủ vốn như đã đăng ký chỉ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 20 tháng 5, một doanh nghiệp với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng vừa được thành lập. Cụ thể, công ty này có tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu Auto Investment Group. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại tầng 46 tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là lập trình máy vi tính, các ngành nghề khác chủ yếu liên quan đến in ấn, sản xuất linh kiện điện tử, bán buôn bán lẻ máy vi tính, đồ điện gia dụng, tư vấn máy vi tính, dịch vụ công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng và hai cá nhân khác mỗi người góp 1 tỷ đồng là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện. Được biết, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này sinh năm 1986. Số vốn điều lệ nói trên vượt xa so với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam thời điểm hiện tại như EVN hay PVN. Trong khi đó, về phía doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán, cũng chỉ có vốn điều lệ gần 34.000 tỷ đồng với giá trị vốn hóa gần 400.000 tỷ đồng.